Thi Thiên 56. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi vì người ta muốn ăn nuốt tôi. Hằng ngày họ đánh giặc cùng tôi và hà hiếp tôi. Trọn ngày các kẻ thù nghịch tôi muốn ăn nuốt tôi. Vì những kẻ đánh giặc cùng tôi cách kiêu ngạo là nhiều thay. Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì. Người xác thịt sẽ làm chi tôi? Hằng ngày chúng nó trái ý lời tôi, các tư tưởng chúng nó đều toan hại tôi. Chúng nó nhóm nhau lại, rình rập nom dòm các bước tôi, bởi vì chúng nó muốn hại mạng sống tôi. Chúng nó sẽ nhờ sự gian ác mà được thoát khỏi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nổi giận mà đánh đổ các dân. Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi. Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sao? Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi nhờ Đức Giê-hô-va và ngợi khen lời của Ngài. Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi. Người đời sẽ làm chi tôi? Hỡi Đức Chúa Trời, điều tôi hứa nguyện cùng Chúa vẫn ở trên mình tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa, vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống. Chương 6. Đức Chúa Giê-xu đi khỏi đó đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Thiên hạ nghe Ngài, lấy làm lạ mà nói rằng, người bởi đâu được những điều này? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? Có phải người là thợ mộc, con trai Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Song Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm, và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. Ngài bèn kêu 12 sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Ngài truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi, chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó và phủi bụi đã dính chân mình để làm chứng cho họ. Vậy, các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi nhiều ma quỷ, xước dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành. Vả vua Herod nghe nói về Đức Chúa Giê-xu vì danh tiếng Ngài đã nên lừng lẫy thì nói rằng, Giăng là người làm phép báp têm đã từ cái chết sống lại, cho nên tự người làm ra các phép lạ. Người thì nói, ấy là Eli. Kẻ thì nói, ấy là đấng tiên tri như một trong các đấng tiên tri đời xưa. Nhưng Herod nghe vậy thì nói rằng, ấy là Giăng mà ta đã truyền chém, người đã sống lại. Số là Herod đã sai người bắt Giăng và truyền xiềng lại cầm trong ngục bởi cớ Herodia, vợ Philip em vua, vì vua đã cưới nàng, và Giăng có can vua rằng vua không nên lấy vợ em mình. Nhân đó Herodia căm Giăng, muốn giết đi, nhưng không thể giết vì Herod sợ Giăng, biết là một người công bình và thánh. Vua vẫn gìn giữ người. Khi nghe lời người rồi, lòng hằng bối rối, mà vua bằng lòng nghe. Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilee.
chính con gái Herodia vào, nhảy múa, đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng, hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho. Vua lại thề cùng nàng rằng, bất kỳ ngươi xin điều chi ta cũng sẽ cho, dù xin phân nửa nước ta cũng vậy. Nàng ra khỏi đó, nói với mẹ rằng, tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng, cái đầu của Giăng Báp-tít. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng, tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu lắm, nhưng vì cớ lời thề mình và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu Giăng đến. Người ấy đi chém Giăng trong ngục, rồi để đầu trên mâm đem cho người con gái, và người con gái đem cho mẹ mình. Môn đồ Giăng nghe tin, đến lấy xác người, chôn trong mã. Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Giê-xu, thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Vậy, Ngài và sứ đồ xuống thuyền, đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ. Nhưng nhiều người thấy đi thì nhìn biết. Dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi và đã tới đó trước. Bây giờ, Đức Chúa Giê-xu ở thuyền bước ra. Thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến vì như chiên không có người chăn. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Trời đã chiều. Môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng, chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi. Xin cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng, chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng tôi sẽ đi mua đến 200 đơn nhê bánh để cho họ ăn hay sao? Ngài hỏi rằng, các ngươi có bao nhiêu bánh, hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi thưa rằng, 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì 100, hàng thì 50. Đức Chúa Giê-xu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân, lại cũng chia 2 con cá cho họ nữa. Ai nấy ăn no nê rồi, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. Vả số những kẻ đã ăn chừng 5.000 người. Rồi Ngài liền dục môn đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bethsaida, trong khi Ngài cho dân chúng về. Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Đến tối, chiếc thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ và muốn đi trước. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngờ là ma nên la lên, vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng, hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. Ngài bèn bước lên trên thuyền với môn đồ thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng cỏi. Khi Ngài và môn đồ đã qua khỏi biển đến xứ Genesaret thì ghé thuyền vào bờ. Vừa ở trong thuyền bước ra, có dân chúng nhận biết Ngài, chạy khắp cả miền đó, khiêng những người đau nằm trên giường. Hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó. Ngài đến nơi nào hoặc làng, thành hay là chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ và xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài. Những kẻ đã rờ đều được lành bệnh cả. Chương 65. Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta. Những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta mà rằng, ta đây, ta đây. Ta đã giang tay ra trọn ngày hướng về một dân bội nghịch, là những kẻ đi trong đường không tốt theo ý riêng mình, là một dân kia hằng chọc giận ta trước mặt ta, tế trong vườn, đốt hương trên đống gạch, ngồi trong mồ mả,
trọ trong nơi kín, ăn thịt heo, đựng nước của vật gớm ghiếc trong khí mạnh nó, và dám nói rằng, hãy đứng riêng ra, đừng lại gần ta, vì ta thánh sạch hơn ngươi. Bọn đó là khói nơi lỗ mũi ta, như lửa cháy cả ngày. Này, đã ghi chép trước mặt ta rằng, ta sẽ không làm thinh đâu, song ta sẽ báo trả. Thật, ta sẽ báo trả vào ngực nó, tức là tội ác các ngươi, luôn với tội ác tổ phụ các ngươi, là những kẻ đã đốt hương trên các núi và nói phạm đến ta trên các gò. Nên ta sẽ đo lường việc trước chúng nó vào ngực chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Khi người ta thấy rượu mới trong chùm nho thì rằng, đừng làm hư đi, vì trong trái đó có phước lành. Ta cũng sẽ làm như vậy vì cớ các tôi tớ ta, hầu cho ta không hủy diệt cả. Ta sẽ khiến một dòng dõi ra từ Gia-cốp và một kẻ kế tự các núi ta ra từ Giu-đa. Những kẻ lựa chọn của ta sẽ được xứ này làm kỷ vật. Tôi tớ ta sẽ ở đó. Trong dân ta, những kẻ nào đã tìm kiếm ta sẽ được đồng Sa-rôn dùng làm chỗ chăn chiên, nơi trũng A-cô dùng làm đồng cỏ thả bò. Còn như các ngươi là kẻ đã bỏ Đức Giê-hô-va, đã quên núi thánh ta, đã đặt một bàn cho gác và rót chén đầy kính mê-ni. Nên ta định cho các ngươi phải gươm dao. Các ngươi thảy đều cúi xuống và bị giết. Vì ta đã kêu các ngươi không đáp lại. Ta đã nói các ngươi không lắng nghe. Nhưng các ngươi đã làm điều ta ghét và đã chọn điều ta chẳng đẹp lòng. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này, các tôi tớ ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói. Này, tôi tớ ta sẽ uống, còn các ngươi thì khát. Này, tôi tớ ta sẽ được vui vẻ, còn các ngươi thì bị nhuốc nha. Này, tôi tớ ta sẽ hát mừng vì lòng đầy vui vẻ, còn các ngươi thì khóc lóc vì lòng buồn bực, kêu than vì tâm thần phiền não. Danh các ngươi sẽ còn lại làm tiếng rủa sả cho những kẻ lựa chọn của ta. Chúa Giê-hô-va sẽ giết ngươi, nhưng Ngài sẽ lấy danh khác đặt cho các tôi tớ mình. Vì vậy, phàm ai ở trên đất chúc phước cho mình thì sẽ cầu phước lành nơi danh Đức Chúa Trời chân thật. Còn ai ở trên đất mà thề nguyền, thì sẽ chỉ Đức Chúa Trời chân thật mà thề nguyền. Vì những kẻ khốn nạn trước đã quên hết và đã khuất khỏi mặt ta. Ta sẽ dựng trời mới đất mới. Những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. Thà các ngươi hãy mừng rỡ và vui vẻ đời đời trong sự ta dựng nên. Thật, ta dựng nên Jerusalem cho sự vui và dân nó cho sự mừng rỡ. Ta sẽ vui vì Jerusalem, ta sẽ mừng vì dân ta. Tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa. Tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình. Vì chết lúc trăm tuổi còn là chết trẻ, và kẻ có tội lúc trăm tuổi ấy là bị rủa sả. Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn. Vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm. Họ sẽ không nhọc mình vô ích nữa, không đẻ con ra để gặp sự họa, vì họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va, con cháu họ cùng với họ nữa. Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói ta đã nghe rồi. Muôn sói với chiên con sẽ ăn chung. Sư tử ăn rơm như bò. Chương 66. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Trời là ngai ta, đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ xây nhà thế nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? Đức Giê-hô-va phán, mọi sự này đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Này là kẻ mà ta đói đến, tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà run. Làm thịt một con bò cũng như giết một người.
tế bằng một con chiên con, cũng như bẻ cổ một con chó. Dân của lễ chay cũng như chọc huyết heo, đốt hương cũng như ngợi khen thần tượng. Vì những kẻ ấy đã chọn đường mình, lòng ưa thích những việc gớm ghiếc, thì ta cũng kén chọn những sự phỉnh dỗ, lấy những điều họ sợ mà giáng cho. Vì ta đã gọi mà chẳng ai thưa, ta đã phán mà họ không nghe, lại làm điều ác trước mắt ta, chọn điều ta không vừa ý. Hỡi các ngươi là kẻ nghe lời phán Đức Giê-hô-va mà run, hãy nghe lời Ngài. Anh em các ngươi ghét các ngươi, vì cớ danh ta bỏ các ngươi từng nói rằng, xin Đức Giê-hô-va được vinh hiển, đặng chúng ta thấy sự vui mừng các ngươi, nhưng chính họ sẽ bị hổ thẹn. Có tiếng om sòm nổi lên từ trong thành, có tiếng la lối vang ra từ đền thờ, là tiếng của Đức Giê-hô-va, Ngài báo trả cho kẻ thù nghịch mình. Nó chưa ở cử, đã sinh nở, chưa chịu đau đớn, đã đẻ một trai. Ai đã hề nghe một sự thế này? Ai đã hề thấy sự gì giống như vậy? Nước há dễ sinh ra trong một ngày, dân tộc há dễ sinh ra trong một chập, mà Si-ôn mới vừa nằm nơi đã sinh con cái. Đức Giê-hô-va phán, ta là đấng đã mở lòng mẹ ra, há chẳng săn sóc sự sinh đẻ hay sao? Đức Chúa Trời ngươi phán, ta là đấng đã khiến sinh đẻ, há lại làm cho son sẻ hay sao? Các ngươi là kẻ yêu Jerusalem, hãy vui với nó, hãy mừng vì nó. Các ngươi là kẻ đã khóc vì Jerusalem, hãy cùng nó hớn hở vui cười, hầu cho các ngươi sẽ được bú và no bởi vú của sự yên ủi nó, được vắt sữa và lấy làm vui sướng bởi sự dư dật của vinh quang nó. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy, này, ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như một con sông và sự vinh hiển của các dân như nước vỡ bờ. Các ngươi sẽ được bú, được bồng trên hông và mơn trớn trên đầu gối. Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Jerusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi. Các ngươi sẽ thấy mọi điều đó thì trong lòng được sự vui vẻ, và xương cốt các ngươi sẽ nảy nở như cỏ non. Tay Đức Giê-hô-va sẽ tỏ ra cùng tôi tớ Ngài, và Ngài sẽ giận nghịch cùng kẻ cừu địch. Này, Đức Giê-hô-va sẽ đến với lửa, và xe cổ Ngài giống như gió lốc, hầu cho cơn giận của Ngài thêm nóng nảy, và sự quở trách của Ngài biến thành ngọn lửa hừng. Đức Giê-hô-va sẽ lấy lửa và gươm làm sự xét đoán Ngài trên mọi xác thịt, và số những kẻ phải chết bởi Đức Giê-hô-va là nhiều lắm. Những kẻ biệt mình riêng ra và tự làm sạch mình để đến các vườn, ở đằng sau một cái cây giữa đó, ăn thịt heo, thịt chuột và những đồ ăn gớm ghiếc thì sẽ chết với nhau. Đức Giê-hô-va phán vậy. Về phần ta, ta biết việc làm và ý tưởng chúng nó. Kỳ đến mà ta sẽ nhóm các nước và các thứ tiếng, chúng nó sẽ đến và thấy sự vinh hiển ta. Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ. Những kẻ trong vòng họ đã tránh khỏi nạn, thì ta sẽ sai đến khắp các nước, tức là đến Ta-rê-si, Phun, Lút, là dân có tài bắn cung, Tu-banh và Gia-van, cho đến trong các cừu lao xa, là nơi chưa hề nghe danh tiếng ta và chưa từng thấy sự vinh hiển ta. Bây giờ, chúng sẽ rao truyền sự vinh hiển ta ra trong các nước. Đức Giê-hô-va phán, các dân ngoại sẽ đem hết thảy anh em các ngươi cưỡi ngựa, xe, kiệu, la, lạc đà một gu từ các nước mà đem đến núi thánh ta là Jerusalem, đặng dâng họ cho Đức Giê-hô-va làm của lễ, cũng như con cái Israel đem của lễ trong đồ đựng sạch sẽ mà vào đền thờ Đức Giê-hô-va vậy. Đức Giê-hô-va phán, ta lại từ trong đám họ lựa kẻ làm thầy tế lễ và làm người Lê-vi. Đức Giê-hô-va phán, vì như trời mới đất mới mà ta hầu dựng sẽ cứ còn trước mặt ta thể nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thể ấy. Đức Giê-hô-va phán, từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lại trước mặt ta. Khi dân sự ra ngoài sẽ thấy thay của những người đã bội nghịch cùng ta.
vì sâu chúng nó chẳng hề chết, lửa chúng nó chẳng hề tắt. Chúng nó sẽ làm sự gớm ghiếc cho mọi xác thịt.